sáng có là vĩnh cửu. Giả sử dùng khẩu súng laser mạnh nhất hành tinh và bắn vào vũ trụ, nếu không gặp bất kỳ vật cản nào, thì liệu luồng ánh sáng đó có bay đi mãi mãi và tồn tại vĩnh hằng cùng thời gian? Câu trả lời tưởng chừng đơn giản, nhưng thực sự lại gây rất nhiều khó khăn cho các nhà khoa học. Bằng những thử nghiệm thực tế, họ đưa ra nhiều giả thuyết về cuộc đời của hạt photon. Giả thuyết nổi bật nhất, vũ trụ ánh sáng rã rời. Hạt photon bay trong vũ trụ, mất dần năng lượng của mình theo thời gian, giống như hiện tượng chuyển đỏ khi quan sát ánh sáng phát ra từ những ngôi sao đầu tiên trong vũ trụ. Mới phát ra thì có màu tím tím, nhưng càng bay xa càng chuyển sang màu đỏ. Đến một lúc nào đó, hạt photon này sẽ mất hết năng lượng và trở nên vô hình. Cuối cùng photon sẽ bị phân hủy thành các hạt nhỏ hơn. Nghe thì hợp lý, nhưng rất tiếc giả thuyết này đã sai mất rồi.